Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ quay một cái clip giới thiệu cho các bạn một cái nhà người ta gọi là Hundertwasserhaus. Nó rất là nhiều màu sắc. Nó đặc biệt mà mình nghĩ là không ở đâu có. Đây. Nó đẹp lắm. Nó mới xây cách đây khoảng 10 năm. Ở thành phố Magdeburg bên Đông Đức. Đây, mời các bạn chiêm ngưỡng cái ngôi nhà này. Nó màu sắc nó rất là đẹp. Đây, nước Đức này mùa hè chỗ nào cũng có hoa đấy, hoa đẹp lắm. Cái ngôi nhà này cái màu sắc sực sỡ, người ta xây cách đây khoảng 10 năm. Thì, bên trong ấy nó cũng có nhiều các cái cửa hàng cửa hiệu. Bên trên cây cối mọc tự nhiên rất là đẹp. Mà mùa hè ở Đức này nghĩa là mọi người hớn hở ra đường, người ta thích lắm, thích cái mùa hè lên. Đây này, mình đã quay gần cho các bạn chiêm ngưỡng những cái cột cái màu sắc của nó. Bên trong nó là các cái cửa hàng màu sắc rực rỡ. Nhưng mà mình chỉ biết là người ta mới xây, nó gọi là Hundertwasserhaus. Còn mình không hiểu được cái ý nghĩa. Nhưng mà cả một thành phố nó chỉ có một cái ngôi nhà này thôi. Đẹp tuyệt vời, đi từ xa. Các cái cột của nó là người ta xây, người ta làm như một cái lọ hoa. Rất là tuyệt đẹp. Đây nó cũng gần như là trung tâm của cái thành phố này. Đấy, mình đi xung quanh cái ngôi nhà này thì các bạn có thể chiêm ngưỡng. Rất là đẹp. Ở bên trong ấy là cửa hàng cửa hiệu. Mình sẽ vào trong này, mình quay cho các bạn xem. Trong này là các cửa hàng. Cây cối leo xanh tươi. Yeah.
Người ta treo các cái bóng điện đủ các màu sắc ở cây này, nhìn đẹp lắm. Ở đây này người ta treo những cái này như là những cái chuồng chim xếp hàng cái này. Không biết là ý nghĩa nó như thế nào. Hai bên. Ở bên trong này là các những cái cửa hàng bán đủ các thứ, cả quán ăn. Đây. Mời các bạn chiêm ngưỡng đây những cái cột của nó. Đây này một cái bể nước. Nhưng mà người ta không cho nó chảy nữa rồi. Này, chỗ nào cũng xếp cái như một cái chuồng chim nhỏ, mình không hiểu để làm gì. Đây là quán nhưng mà chắc người ta đóng cửa rồi. Đây mình đang đi xem mà có còn chỗ nào đẹp nữa không. Trong này là các cửa hàng nhưng người ta đóng cửa. À đây là ra bên ngoài thôi. Đây là ra ngoài. Xung quanh ngôi nhà này. Các cái cột của nó đẹp tuyệt vời. Mình nghĩ là không đâu có, mà chỉ có ở nước Đức này, ở cái bên Đông Đức này mới có. Người ta xây như một cái lâu đài đẹp lắm. Đây là một cái lối đi thông sang một chỗ khác. Ở đây mình vừa đi vào đây rồi. Đẹp tuyệt vời, nhiều người vào đây chiêm ngưỡng và quay video. Thank you.
Phong cảnh thật tuyệt đẹp, màu mè sực sỡ. Và bây giờ mình đã quay hết cái ngôi nhà ấy rồi thì để cho các bạn chiêm ngưỡng. Đây là một cái quán kem của Ý mà bây giờ nó muộn, người ta cũng không còn đông khách nữa. Thì mình dừng video clip tại đây nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và nhớ chia sẻ cho nhiều người cùng xem nhé. Đây là một cái ngôi nhà rất là đặc biệt mà mình đi đâu cũng không thấy có. Mà chỉ có cái thành phố này mà có một cái nhà này thôi. Mời các bạn chiêm ngưỡng. Chào các bạn nhé. Hẹn các bạn clip sau. Bye bye.